sáng ngày 1 tháng 4 năm 2024, tại xóm Hải Dưới, xã Vân Sơn, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm du lịch cho các hộ homestay. Trong thời gian 8 ngày, 23 học viên được các giảng viên, chuyên gia phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm về luật du lịch, nghị định có liên quan, nghiệp vụ lưu trú, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch, quy trình đón tiếp, giá cả dịch vụ, quy trình phục vụ khách lưu trú, các vấn đề an ninh, an toàn và phương pháp xử lý, thực hành nghiệp vụ phục vụ bàn, nghiệp vụ chế biến món ăn, đi thực tế tại một số điểm du lịch cộng đồng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Với mục tiêu cung cấp nghiệp vụ quản lý du lịch, nâng cao vai trò trách nhiệm và phát huy hiệu quả hoạt động của ban quản lý điểm du lịch, trang bị cho cá nhân, hộ gia đình, tổ nhóm dịch vụ có nhu cầu kinh doanh phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương về những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong giao tiếp ứng xử, trong hoạt động kinh doanh du lịch tại điểm du lịch cộng đồng, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề cho lực lượng lao động tại địa phương có tiềm năng phát triển du lịch theo hình thức cộng đồng, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con nhân dân vùng cao.